Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt với tiến sĩ Trần Quang Hải về báo cáo của ông Mueller do Võ Thành Nhân thực hiện. Và khi mà chúng ta thấy là dưới thời Tổng thống Donald Trump, ông Tướng Linh là hồi, lúc đầu tiến sĩ Trần Quang Hải có nói tới ông, ông Michael Linh thì hiện nay nếu mà ông được ông tổng thống dùng cái quyền của tổng thống để mà phạt nên có nghĩa là tha tha tội cho ông đó, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với dự luận à, Cái chuyện mà tổng thống có thể là ân xá cho những cái người trước đây đã phạm tội thì à, đó là thẩm quyền của tổng thống được quy định ở trong hiến pháp à, người ta sẽ không có tranh cãi gì được nhưng mà vấn đề là cái gọi, gọi là cái cái, cái giá về chính trị mà người ta phải ông tổng thống sẽ phải trả lời như thế nào. À, như vậy thì sẽ bị ví dụ như là sẽ bị chỉ trích, sẽ bị nói được rằng là à, mua chuộc cái sự im lặng là vậy. Tôi không nghĩ là tổng thống Donald Trump sẽ ân xá ông Michael Flynn bởi vì cho đến nay, cho đến ngày hôm nay, ông Michael Flynn vẫn chưa bị tuyên án. Thứ nhất, thứ hai, cái việc mà điều tra và kết tội ông Michael Flynn bây giờ đang được phân tích và người ta thấy rõ ràng các cái nhân viên của FBI đã tìm cách lừa ông Michael Flynn bằng cách Thứ nhất là đáng lý ra một khi mà qua phỏng vấn một người nhân viên ở trong tòa bà đốc thì cần phải được sự chấp thuận của luật sư của à, tòa bà đốc. Nhưng mà bởi vì vào lúc đó tháng 12 năm 2016, lúc đó là sự chuyển tiếp giữa chính quyền này và chính quyền kia, luật sư của hoặc, luật sư của à, tòa bà đốc của ông Trump thì chưa có và tất cả mọi người thì đương đương còn là chuyển giao cho nên là FBI lợi dụng tình trạng đó và nói với ông Michael Flynn rằng nếu mà đi cái đường chính thức là phải cần luật sư thì là phải cần à, thời gian nhưng mà chúng tôi chỉ muốn vào nói chuyện với ông để à, làm rõ ràng chỉ một số vài vấn đề thôi thì hai cái nhân viên này nhưng mà trong khi đó thì là đã tung lệnh các cái lãnh đạo của FBI là tìm cách hầu như là đánh bẫy ông Michael Flynn này cứ để cho khơi cho ông ta nói ra rất nhiều điều mà trong khi đó họ đã theo dõi và họ đã thu thập hết được tất cả những cái những cái ngôn từ cũng như là những cái đối thoại của ông trong cái thời gian mà chuyển tiếp thì là các đại sứ của các nước ai cũng là muốn tìm cách tiếp cận cái ông tổng thống mới cũng như là cái ban tham mưu mới và tổng thống à, Trump thì lúc đó đã đánh tiếng là sẽ chọn ông Michael Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia cho nên cái ông đại sứ kriyak của Nga có tìm cách là nói chuyện với ông Trump nhưng mà chỉ bàn về một vài vấn đề uh, phiếu bầu ở trên liên hợp quốc mà thôi. Sau đó thì có một cái sự gọi là bất nhất nào đó trước sau như vậy như thế nào nó không hợp như như thế nào thì ông Michael Flynn bị FBI áp lực là phải nhận một cái tội nào đó, nếu không thì con ông cũng bị uh, truy tố và bị đe dọa là 30 năm tù. Cho nên ông Flynn đã cắn răng mà phải chịu một cái tội nói gói nói được rằng là nói láo với cái nhân viên điều tra và cái chuyện đó bây giờ thì những cái thông tin mà lộ ra từ FBI là những cái bản báo cáo lại của cái người mà điều tra nói rằng là ông Flynn không có dấu hiệu gì là muốn dối trá gì cả mà có thể là vào lúc đó bởi vì là trong thời gian chuyển tiếp cho nên là không có có hồ sơ rõ ràng và không có một dấu hiệu gì mà có thể kết tội ông cho nên là bây giờ vẫn chưa bị à, tuyên án nếu chưa bị tuyên án thì không thể nào mà có cái cái chuyện ân mà gọi là ân xá cũng như những cái người khác mà liên quan uh, đến ông Trump mà bị ông Mueller uh, uh, kết tội và bây giờ ra tòa và bị tội là ông Paul Manafort thì không dính dáng gì đến cái công cuộc công cuộc uh, là vận động tranh cử cả mà những người này bị truy tố là bởi vì gian lận trong cái vấn đề là vận động cho Ukraine hoặc là trong vấn đề báo cáo về tài chính hoặc là trốn thuế thì những cái chuyện đó không có dính dáng gì đến cái vấn đề mà gọi là là ban tham mưu của ông Trump hoặc là bầu cử là có thông đồng với người Nga gì cả. Yeah. Và um, kính thưa quý vị, sau khi mà chúng ta thấy rằng là một cái bản báo cáo được ra như vậy đó thì um, cái media dòng chính của Hoa Kỳ hiện nay uh, nó có những cái sự thay đổi gì hay không? Uh, tôi nghĩ rằng đây là một cái cái vết nhơ mà tôi nghĩ rằng là truyền thông dòng chính và đôi khi tôi phải nói là một số các cái cơ sở truyền thông địa phương đã không làm đúng cái chức năng của truyền thông của mình. À, một vấn đề nào lúc nào cũng có hai mặt. đầu tiên lúc nào cũng có hai mặt, mặt trái mặt phải. Những người làm truyền thông lúc nào mình nghĩ rằng trung thực phải là cái yếu tố là đầu tiên và sau đó là công bình. Nếu chỉ nghe một bên thì không thể nào ấn định được rằng là là mình có hoàn toàn cái toàn bộ cái bức tranh cho nhưng mà trong trường trong hai năm vừa rồi thì chúng tôi thấy là CNN đặc biệt CNN và MSNBC hầu như là họ chỉ đưa lên những cái người nào mà nói theo cái lập luận của họ tức là ông Trump có tội phe ông Trump là đã thông đồng với Nga và trước sau gì cũng đi tù rồi người ta lại còn đưa lên những người như là ông cụ cựu là giám đốc CIA là ông John Brennan mà chỉ trong 10 ngày trước đây đã lên cái chương trình của MSNBC và còn tuyên bố thẳng thừng là à, thứ sáu vừa rồi tức là tuần trước ông à, Mueller thế nào là cũng là truy tố con cái của ông Trump bởi vì à, là chứng cứ rõ ràng là có nhưng có một cái âm mưu là khuynh đảo cái cuộc à, bầu cử năm 2016. Để rồi ngày thứ ba vừa rồi ông John Brennan lại lên à, em lên MSNBC và nói rằng là hình như là thông tin của tôi sai. Quý vị nghĩ thế nào? Nếu một giám đốc CIA trong vòng 4 năm dưới thời tổng thống Obama từ năm 2009 đến năm 2013 có bao nhiêu nhân viên có bao bao nhiêu là tỷ đô la ngân sách mà lại nói rằng là mình nhận được thông tin sai ông không có khả năng là yêu cầu kiểm chứng thông tin à ông không có một cái tri thức để cân nhắc rằng là là, là, là thông tin đúng hay sai và khả tín hay không à và ông John Brennan này trong thời kỳ là bầu cử sơ bộ năm 1976 thì đã bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng cộng sản Mỹ là ông Gasson thay vì bỏ phiếu cho ông Jimmy Carter là ứng cử viên của đảng dân chủ vào lúc đó cho nên người ta phải đặt vấn đề lại tại sao ông John Brennan này với một quá khứ như vậy lại được ông Obama đề cử làm giám đốc CIA vào thời nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama và à, cuối cùng thì à, tiến sĩ à, Trần Minh Hải có một cái nhận định gì về cái bài học của Hoa Kỳ sau cái một cái cái vụ án lịch sử này? tôi thấy rằng đây là một cái trò chính trị dơ bẩn nhất trong 40 năm mà tôi sinh sống tại Hoa Kỳ. Dưới thời Tổng thống Carter, dưới thời Tổng thống Reagan, Bush cha, rồi Bill Clinton, rồi Bush con, rồi Obama và cho tới bây giờ. Thì phải nói rằng đây là cái trường hợp mà người ta lợi dụng quyền thế. Chỉ một số quan chức cấp cao ở trong FBI, trong Bộ Tư pháp, trong cơ quan tình báo trung ương đã lợi dụng quyền thế của mình. Nghĩa là đã làm cho nguy hại cho cái nền dân chủ cũng như là muốn tìm cách lật đổ một cái chính quyền dân cử thật sự. Nếu quý vị xem lại cái quá tiến trình bầu cử năm 2016, người ta thấy rằng ông Trump đã làm việc cực lực ngay cả trong ngày cuối cùng đi vận động, ông cũng đi vận động ở Michigan cho đến 4 giờ sáng mới về tới nhà trong khi bà Clinton những ngày cuối cùng thì nghĩ rằng mình chắc thắng, đi quyên tiền thêm nữa. Bà quyên tiền đã được một tỷ rưỡi đô la, bao, thi, bao nhiêu tiền thêm nữa để cho 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 đủ cái ngân sách của bà. Trong khi đó, ông Trump thắng là nhờ các cái tiểu bang ở bên miền tây, ví dụ Michigan, Wisconsin, Ohio và Pennsylvania. Khi những cử tri ở đó trong hai nhiệm kỳ trước là của ông Obama là năm 2008 và 2012, họ đã bỏ phiếu cho ông Obama. Hy vọng cuộc sống của họ thay đổi, tương lai con cháu của họ thay đổi, nhưng mà họ thấy không có gì thay thay đổi cả và không có triển vọng gì cả cho nên họ xoay qua họ ủng hộ ông Trump. Thế sau đó tại sao lại bây giờ cũng vẫn là chê bai nguyền rủa tất cả những cái người mà đã bỏ phiếu cho ông Obama bây giờ lại nói là những cái kẻ gọi là đúng mà uh, deplorable, những kẻ đáng trách. Tôi nghĩ rằng đảng dân chủ và truyền thông dòng chính là đáng lý phải phải là xin lỗi cử tri Hoa Kỳ vì đã phí thời gian 2 năm vừa rồi mà những cái vấn đề của xã hội Hoa Kỳ ví dụ như là cái cái nạn opioid tức là cái nghiện uh, nghiện thuốc mà trị đau giảm đau nó trở thành như là một cái bệnh dịch ở trong cái cái, cái giới trẻ cũng như là các cái chương trình là xây dựng lại uh, đường xá công cộng cầu đường không làm gì được bởi vì tất cả truyền thông cũng như là các cái đảng dân chủ chỉ đến chỉ nói về vấn đề ông trump uh, đồng lõa với nga trong cái cái cuộc bầu cử mà không thấy rằng đó chính là cái sự thất bại đó chính là do mình là trước xin được cảm ơn tiến sĩ trần văn hải rất nhiều. Yeah. Xin chào anh Võ thanh Nhân và xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và tiến sĩ Trần văn Hải đến đây xin được chấm dứt và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đống tối nay đến đây là chấm dứt. Ngọc Vi xin cảm ơn quý vị luôn đón xem. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với bàn biên tập SPTN DC xin email về washington.dc At ngọc vi kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình ngọc vi kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới